Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can gồm Triệu Ký Châu trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Phạm Xuân Lân cán bộ kiểm lâm, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Liễu Văn Cây trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, và Sòng A Sang trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, về tội mua bán, vận chuyển bất hợp pháp chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng tháng 4 năm 2018, A Xính từ Trung Quốc sang Việt Nam cùng Triệu Ký Dô đi lên làng Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La gặp Sòng A Sĩ để đặt mua ma túy, hai bên thỏa thuận 8.000 đô la Mỹ bánh heroin và giao tại thành phố Lạng Sơn. Sau đó, A Xính đã đem số tiền 3 tỷ đồng sang Lạng Sơn để chuyển cho Sòng A Sĩ đặt mua ma túy. Sau khi nhận tiền với A Xính, Dô đã giữ lại 200 triệu đồng, đồng thời báo cho Sòng A Sĩ biết. Chiều 2 tháng 5 năm 2018, Sòng A Sang con trai của Sĩ nói Phạm Xuân Lân đi xuống Hà Nội nhận tiền và cho Lân biết số tiền này là tiền mua bán ma túy. Ngày 3 tháng 5 năm 2018, Dô gọi điện cho Lân lãnh đạo Lân đến Hàng Bạc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để nhận tiền. Tại đây, Lân được nhận 2,8 tỷ đồng từ Dô qua giao dịch ngân hàng và đưa về cho Sòng A Sĩ tại Vân Hồ thì được Sĩ trả công 50 triệu đồng. Sau khi thu được tiền, Sĩ đã chuẩn bị ma túy rồi gọi Sòng A Sang đến nhà giúp cất giấu ma túy vào bên trái thành xe ô tô tải Đại Dương kiểm soát 29K80674. Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Sĩ gọi Lân đến nhà Sĩ nhận xe ô tô có cất giấu ma túy đem về nhà tại thành phố Mộc Châu để cất giấu. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2018, Lân gọi điện thoại cho em trai là Phạm Xuân Dũng ở Hà Nội, rủ đi cùng để tài xế lên thành phố Lạng Sơn. Lân không nói cho Dũng biết trên xe ô tô có ma túy. Lân trực tiếp lãnh đạo xe ô tô tải Đại Dương kiểm soát 22K80674 từ Mộc Châu xuống Hà Nội, đi đến Trung tâm Tổ chức Sự kiện Quốc gia Hà Nội đón Dũng. Trên đường đi, Dũng đổi lái cho Lân, khi Dũng lãnh đạo xe ô tô đi đến khu vực làng Minh Khai, làng Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, nắm giữ cùng tang chứng là 20 bánh ma túy hơn 7kg, được cất giấu trong thành xe bên trái ô tô tải. Tại thời điểm Phạm Xuân Lân bị nắm quả tang, Triệu Ký Châu liên tục gọi điện cho Lân. Căn cứ lời khai của Lân, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, xác minh, xác định người gọi Lân chính là Triệu Ký Dô. Sau đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người và nắm người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Ký Dô, Liễu Văn Cây, Sòng A Sang và Sòng A Sĩ. Tuy nhiên, thời điểm đó hai bố con Sòng A Sang và Sòng A Sĩ không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Sang và Sĩ. Đến ngày 14 tháng 5 năm 2019, đã nắm được Sòng A Sang, còn Sòng A Sĩ vẫn đang bỏ trốn. Trước đó, tháng 3 năm 2017, Lân, Dô, Cây đã thực hiện mua bán trót lọt 300 bánh heroin 96kg. Như vậy, cả hai vụ, cáo trạng xác định tổng khối lượng ma túy do các bị can Triệu Ký Dô, Sòng A Sĩ, Phạm Xuân Lân đã mua bán là hơn 103kg heroin.